Hậu ồn ào chuyện tình cảm, diễn viên Phương Oanh nói lời xin lỗi. Trên trang cá nhân, diễn viên Phương Oanh đăng tải dòng tâm trạng cùng lời xin lỗi. Nữ diễn viên viết, tạm biệt 2022, xin lỗi thật nhiều. Năm 2022 được cho là một năm đầy sóng gió với diễn viên Phương Oanh, nhất là trong chuyện tình cảm. Khán giả của cô mong rằng sang năm mới, cuộc sống, sự nghiệp của nữ diễn viên sẽ có nhiều khởi sắc hơn năm cũ. Phía dưới bài viết, người hâm mộ để lại nhiều bình luận như, lại một năm nữa qua. Một năm nhiều biến cố nhưng đầy sự mạnh mẽ và trưởng thành với cô gái. Thật rực rỡ và thành công ở 2023 nha tình yêu. 2023 nhất định phải thật rạng rỡ, xinh tươi nhé chị. Chúc chị thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Năm mới an yên, may mắn và thành công nhé cô bé. Sắc Bình và diễn viên Phương Oanh được dư luận chú ý cao độ bắt đầu từ cuối tháng 8 năm 2022. Thời điểm trên, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mùi mẫn của diễn viên Phương Oanh và Sắc Bình. Khá nhanh chóng, cả hai công khai xác nhận hẹn hò, khẳng định mối quan hệ này không có gì sai trái. Có thể thấy, ở hiện tại, diễn viên Phương Oanh và Sắc Bình ngày càng kín tiếng trong chuyện yêu đương, không còn công khai rầm rộ như thời điểm mới bắt đầu. Điều khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ chính là việc Phương Oanh không còn tranh cãi với anti-fan trước đây. Ngược lại, nữ diễn viên còn chăm chỉ tương tác, trả lời bình luận của những người hâm mộ. Một số khán giả cho rằng người đẹp đang cố gắng lấy lại thiện cảm từ công chúng sau khi vướng vào ồn ào tình ái với Sắc Bình.